Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có một mẫu đầm cúp ngực và có một cái lớp phần tay bèo bên ngoài. Một đường cắt rời ngang nha, phía dưới chúng ta dạng xoài thường thôi. Ok, đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái thân đầm cơ bản nhé. Tùy theo cái dập gốc ban đầu các bạn có thì các bạn sẽ sử dụng, chứ không phải nhất thiết là dập Levi. Còn những các bạn nào muốn tìm hiểu về Levi này thì mình đang có cái lớp online toàn bộ đồ nam nữ, học phí chỉ là 1 triệu. Các bạn sẽ được tặng quyển giáo trình này của mình nhé. Hoàn toàn mình sử dụng công thức Levi để chúng ta tính được cái các bạn vẽ cái phần dập này. Đó. Các bạn nào còn cầu thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ cắt rời cho mình cái đường hạ eo này ra ở cả hai thân luôn nhé. Đối với thân sau thì các bạn sẽ xử lý tiêu cái Levi thân sau đi cho mình. Đó. Tiếp đến này, ở đây chúng ta sẽ bấm đường tâm ly thân, các bạn đóng Levi này vào cho mình. Chúng ta sẽ dán nó lại. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ xác định cho mình sâu cổ, các bạn lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 5 đến 6 phân nhé. 5 đến 6 phân. Các bạn sẽ kẻ hơi chéo lên trên cho mình một chút. Được chưa? Tiếp đến thì các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly. Chúng ta sẽ tạo cái phần ly chiết cúc này, các bạn sẽ lấy cho mình tầm khoảng 1 phân rưỡi nhé. Chúng ta lấy ra mỗi bên là 7 ly, các bạn sẽ nối vào đầu ly thân. Đó. Kẻ lại đường vai con. Ở đây chúng ta sẽ có phần dây, thì các bạn sẽ đo đoạn dây từ đây lên cho mình này. Chúng ta đo được phía ngoài này nhé. Đây à, khoảng dây chúng ta sẽ làm nó ở đây. Được chưa? Thì các bạn sẽ đo đoạn này cho mình 10 phân. Đó. Tiếp đến thân sau. Thân sau thì các bạn có thể chúng ta chia đôi cái khoảng hạ nách và các bạn lấy dịch lên cho mình tổng 2 phân. Đó, chúng ta sẽ kéo vào đây. Chờ. Thân sau thì các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly này. Cắt lên đây. Chúng ta sẽ có một cái dây vào đây. Được chưa? Các bạn đo cho mình từ đây lên 9 phân. Thì tổng cái dây này các bạn sẽ cắt nó dài là 19 phân nhé. Được chưa? Cái phần dây vai các bạn sẽ cắt cho mình là 19 phân. Sau đó chúng ta sẽ cắt rời cái này ra. Đường sống lưng này các bạn sẽ giảm vào cho mình một chút để cho nó ôm hơn nhá. Được chưa? Phần nách, cái vòng nách này các bạn sẽ giảm từ đây vào cho mình. Chúng ta sẽ giảm vào tầm 1 phân nhá. Các bạn vẽ lại cho mình cái vòng nách mới, bởi vì nó không có tay mà. Đó. Phần thân trước thì tương tự, thì các bạn sẽ giảm từ đây vào đây cho mình 1 phân. Đó. Là vẽ lại cái vòng nách. Được chưa? Mình sẽ cắt cái đoạn này lên một chút nhé, để tí nữa các bạn chúng ta đóng cái ly này vào ấy. Đây. Bấm một cạnh ly, đóng nó vào đây cho mình này. Đó. Sau đó các bạn sẽ cắt lại cái đường này. Được chưa? Ok. Chúng ta sẽ lọc bỏ hết ly thân này đi nhé. Các bạn sẽ cắt bỏ hết ly thân và tỉa luôn cái đầu ngực này đi cho nó tròn cho mình. Đó. Thân sau thì cũng vậy. Chúng ta cắt rời bộ mảnh ra và lọc bỏ hết ly thân.
Ok. Đối với phần thân phía bên dưới này thì các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly xuống dưới gấu. Chúng ta sẽ bấm cái đường gấu này ra, đóng cái ly thân này vào. Cách giải xòe thì mình đã hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi nhé. Các bạn chưa biết làm thì có thể xem lại các bài trước của mình. Các bạn vào kênh YouTube của mình là Hoàng Sơn Design, các bạn sẽ tìm các cái bài chú bài nào có dáng xòe thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt này hết nha. Đó, được chưa? Chúng ta đóng phần ly thân lại. Sau đó thì các bạn sẽ bấm giải nan này ra để tạo được cái phần xòe phía dưới nhá. Phần trước này các bạn sẽ làm tương tự cho mình. Chưa? Mình sẽ bỏ qua để chúng ta tập trung làm về cái phần đèo ở tay. Đây, phần này. Cái dây thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây dài 19 phân. Được chưa? Để chúng ta may với cả thân này nhá. Ok, ở đây này chúng ta sẽ đặt lên một tờ giấy gấp đôi. Bạn đặt thân trước vào đây cho mình này. Đó, tiếp đường bộ mảnh vào đây. Chúng ta sẽ có được cái đoạn này. Các bạn sẽ sang dấu lại cho mình, sang dấu lại đường này nhá. Chúng ta kéo dài nó ra. Các bạn sẽ bắt đầu lấy từ đây ra đến đây cho mình. Chúng ta lấy tầm khoảng 8 đến 9 phân. Chưa? Lấy từ đây ra đây 9 phân. Tiếp đến này, đoạn này các bạn sẽ kẻ hơi chéo ra đây nhá. Chúng ta sẽ lấy cái phần đường tay này. Được chưa? Cái khoảng này các bạn sẽ lấy 10 đến 12 phân tùy theo chúng ta muốn lấy nó nhiều hay ít nhé. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một bên nhỏ hơn. Thì các bạn sẽ đánh dấu lại vào cái đường bổ này nhá. Đây, chúng ta có đường bổ ở đây. Thì các bạn sẽ đẩy nó ra ngoài này cho mình tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. 1,5. Được chưa? Đó. Các bạn lấy từ đây xuống này. Chúng ta lấy xuống đây tầm khoảng 3 phân rưỡi đến 4 phân. 3,5 đến 4 nhá. Đó, đoạn này thì các bạn sẽ cầm lên đây. Chà, phần này nó sẽ sang bên kia. Thì ở đây mình sẽ cắt này ra trước. Ở đây mình sẽ cắt rộng ra nhá. Chúng ta sẽ có hai bên bằng nhau. Hoặc là các bạn để cho bên trái nó rộng hơn. Chưa? Để bên trái nó nhiều hơn thì các bạn tùy nhé. Đây, ví dụ mình sẽ để nó nhiều hơn này. Chúng ta sẽ vẽ cái này vòng vào đây. Đó. Các bạn cắt này đi. Sau đó chúng ta sẽ làm cái hoa các bạn đính vào đây thôi. Ok chưa nhỉ? Đây, phần thân chúng ta sẽ nhìn này. Đấy nhờ, các bạn may đến lên đây. Phía bên này các bạn sẽ lấy lối xứng sang. Đó. Đây là phần thân nhá. Phần này nó sẽ vòng ra tay rồi. Chưa? Hoa thì các bạn sẽ làm hoa chúng ta đính vào đây thôi. Đây là của thân trước nhá. Đối với thân sau này, phần sau thì các bạn sẽ làm tương tự như thân trước thôi. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Các bạn sang dấu lại cho mình cái đường này. Sang dấu lại đường sống lưng. Phần này các bạn sẽ kéo dài ra và chúng ta sẽ lấy đây tầm khoảng 8-9 phân. 8-9 phân. Để cho tính từ điểm vòng nách này nhé, dài đây nhé. Tiếp đến này, đoạn này các bạn sẽ kéo nó xuống chéo chéo một chút nhá. Chúng ta sẽ lấy một bên phải này bằng với cả đó, bên trái bằng với cả bên này. Được chưa nhá? Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ nối. Chúng ta lấy từ đây xuống tầm khoảng 10 phân nhá. 10 phân đi. Đó.
Và đây chúng ta sẽ có hai bên. Bên dài hơn, bên ngắn hơn nhá. Đây, cái này nó sẽ may với cả đường sống lưng. Đây là sống lưng này. Đây, phần tay này. Giờ chúng ta sẽ có tay như này. Đó. Phần này may vào đây. Hai cái này chúng ta may với nhau. Đúng chưa? Ok. Đó. Đây nha, khi các bạn may thì chúng ta sẽ may như này. Chúng ta cứ ráp cái bộ mảnh làm nhau trước. Sau đó chúng ta may với phần thân như này. Được chưa? Nách thì các bạn sẽ viền vào cho mình. Chúng ta viền như nách lại. Đó, một nửa bên này như này nhá. Đây thân sau này. Chúng ta sẽ ghép lại với nhau. Và này chúng ta sẽ may với cả khóa luôn nhá. Từ sống lưng chúng ta may với cả khóa luôn. Đó. Sau đó thì phần này thì các bạn sẽ chúng ta may lại với nhau. Chà, đây này. Đó. Đúng chưa nhỉ? Đấy nhá, cái này ở bên kia nhá, bên kia nhá. Mình sẽ đặt như này cho nó dễ. Được chưa? Hai cái này may lại với nhau. Phần sườn chúng ta may lại với nhau. Đó, còn nách thì các bạn sẽ viền lại cho mình. Được chưa? Sau đó phần dây thì các bạn sẽ may kẹp với cả cái này. Được chưa? Vòng sang bên này. Hai bên. Đó. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và ghi theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.